sao anh? Này nó để nó hình như tầng 1 của nó là mười mấy mét á. Đúng rồi, tầng 1 thì nó càng, còn cái này lên nước tầng 2 nó phải vậy. Tầng 2 thì nó không có fan. Cắt đi. Hai lắm mày hả? Mấy cây? Cái đó. Bộ hút sâu. Mấy chục mét? 7. 28 mét. Đủ 28 mét. Gió hơn cái này hả? Dạ. Yeah.